35 năm. Đêm nay, mỗi lời ca ý nhạc là một kỷ niệm được chia sẻ. 1.000 lời cũng là thiếu, và 1 lời cũng là dư thừa, nếu như khi tiếng hát cất lên, đưa tâm hồn quý vị về với những kỷ niệm. 35 năm qua, tiếng hát Đức Long không chỉ là tiếng hát của những ca khúc đương thời. Anh là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ đã bỏ công sưu tầm và trình diễn những ca khúc của thuở bình minh của tân nhạc Việt Nam. Anh đã đem tiếng hát của mình để gìn vàng giữ ngọc cho những ca khúc đã trở thành kinh điển của âm nhạc lãng mạn Việt Nam. Với tiếng hát Đức Long, anh đã tự tìm cho mình một bó hoa đời rực rỡ trong những ca khúc trải dài trong quãng đường âm nhạc mà anh đã đi qua suốt 35 năm qua. Và nếu như không có công khó của những người như Đức Long, thì có lẽ những ca khúc Vàng Son Một Thuở sẽ chỉ còn là những nốt nhạc được in trên những trang giấy, và mãi mãi âm thanh sẽ không còn vang lên. Ca khúc sẽ chấp nhận số phận hẩm hiu bị quên lãng. Riêng điều này thôi, có lẽ khán giả của ngày hôm nay, của đời sống âm nhạc ngày hôm nay, đã cần phải nói lời cảm ơn với tiếng hát Đức Long. Nhưng thôi, có lẽ nói thì không bao giờ cùng. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng tiếp nối chương trình với một ca khúc có số phận rất đặc biệt, bởi nó đã đến với khán giả bên ngoài ý muốn của tác giả. Ca khúc đã vang lên không chỉ trên dải đất hình chữ S này, nhưng tại Hà Nội thì Đức Long là người đầu tiên đã hát và thu thanh ca khúc này trong album riêng của mình. Ngày hôm nay, ca khúc này sẽ vang lên với phần phụ đệm dương cầm của chính tác giả. Bây giờ thì âm nhạc sẽ lại tiếp tục công việc của mình. Cái đây cũng lâu lắm rồi. Thì có một lần tôi bật tivi ở nhà xem, thì có chương trình của anh Đức Long, anh hát những bài nhạc xưa. Thì trong những bài nhạc xưa đó thì tôi rất ngỡ ngàng và rất là hạnh phúc khi mà nghe anh Đức Long anh hát cái bài Cô Đơn của tôi. Và khi tôi nghe xong thì tôi cảm giác tôi rất là bàng hoàng và tôi rất là xúc động. Và tôi mới điện thoại cho Tuấn Hiệp để xin Tuấn Hiệp, ca sĩ Tuấn Hiệp cho tôi có số điện thoại của anh Đức Long. Với tôi thì kỳ này đó, tôi nghe anh Đức Long anh thể hiện cái năm thực hiện cái show 35 năm ca hát, và trong đó anh lại hát lại bài Cô Đơn của tôi. Thì tôi nghĩ rằng một đời người mà để kỷ niệm 35 ca hát mình mà sẽ phải lựa chọn những tác phẩm hay để mình nói cái tên, giữ cái tên của mình, thì tôi được hân hạnh rồi. Nó may mắn là được anh Đức Long anh chọn một cái bài hát của tôi. Thì tôi muốn là cái người tác giả, thì tôi lúc nào cũng mong muốn được nghe đích thân mình, nghe người ca sĩ mình yêu mến mà hát với mình nghe thật sự thì nó sung sướng lắm. Thì nên tôi kiếm cách bằng mọi cách từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để mà có lý do là để tối nay thì tôi sẽ được xem Đức Long hát Cô Đơn trực tuyến. Thì ước mong cái này tôi sẽ được nghe bây giờ đấy.
khúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên môi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Em như chim ngàn phiêu lãng, như mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Em như chim ngàn phiêu lãng, như mây trời lang thang, dòng trôi cùng năm tháng. Tôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi, cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Thưa bố, con vừa mới giới thiệu rằng là ca khúc Cô Đơn này là một ca khúc có một cái số phận rất đặc biệt, bởi vì cái sự phổ biến của nó nằm bên ngoài cái tầm kiểm soát của tác giả. Và đặc biệt là Cô Đơn cũng là một cái cơ duyên
của anh Đức Long và nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Thì bố cũng vừa mới nói với khán giả sáng nay khi thu hình và cái video clip thì vừa phát rồi. Thế nhưng bố cũng là người đã đệm dương cầm cho rất nhiều người hát. Và quý khán giả ở đây chắc chắn vẫn còn nhớ những cuốn băng nhạc Trịnh Công Sơn với tiếng đàn piano của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Anh Đức Long cũng là người đã trình bày ca khúc Trịnh Công Sơn rất là thành công, mà chúng tôi nói thêm về những thành công này cũng là thừa. Thế thì bây giờ con nói rằng là nhạc Trịnh Công Sơn là một cái mối lương duyên nữa sau ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín và ca sĩ Đức Long, thì bố và anh nghĩ sao? Hình như là hai người sẽ có một người bạn chung, một người sẽ là bạn đồng tuế và một người sẽ là bạn vong niên. Có đúng không ạ? Trước tiên hết, Nguyễn Chín xin kính chào tất cả quý vị. Tiếp theo đây là một lời chúc mừng đến Đức Long. Thì thưa quý vị, nếu ngày xưa năm 1958, lúc đó tôi mới 18 tuổi, tôi gặp Trịnh Công Sơn cũng với một tình cờ là anh em cùng nhau gặp tại cái phòng trà Anh Vũ, Sài Gòn. Và Trịnh Công Sơn lúc đó sáng tác đổi tay là bài Ước Mi để tặng cho ca sĩ Thanh Thúy. Thì tôi được may mắn là người đầu tiên mà tập cho Thanh Thúy hát bài đó. Và từ đó chúng tôi thành một đôi bạn vong niên với nhau. Chúng tôi gặp gỡ nhau trên con đường âm nhạc. Tôi ngỡ rằng đời mình chỉ sẽ gặp được một lần mà thôi. Không ngờ đến cuối đường âm nhạc của tôi thì tôi được gặp lại một giọng ca, một giọng ca khác thường của những tất cả giọng ca khác, một giọng ca mà tôi cảm thấy như là trong giọng ca đó, cái người ca sĩ đó không còn là cái người ca sĩ đó nữa, mà chính là cái tác giả của bài hát đó. Thì việc giọng ca đó đã truyền cảm tất cả những tình cảm, tất cả những nỗi niềm của người tác giả. Cho nên đó là một cái điều rất là quý trong cái lĩnh vực ca hát. Và tôi không biết nói gì hơn, thì tôi đã xin nhắc lại một câu. Đến bây giờ tôi chưa bao giờ yêu thích hay là ca ngợi một người nào quá đáng. Nhưng riêng với ca sĩ Đức Long, tôi xin nói là tôi xin ngã mũ chào. Xin cảm ơn Đức Long. Xin cảm ơn anh. Dạ, còn anh Đức Long, thưa anh, nếu như nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín cũng đã gặp âm nhạc Trịnh Công Sơn từ rất sớm, thì tôi tin rằng là anh cũng đã có quá nhiều kỷ niệm với âm nhạc Trịnh Công Sơn. Thưa quý vị, thưa các anh chị và các bạn, trước đây thì mọi người chỉ biết Đức Long chỉ hát những cái bài hát cách mạng, những bài hát ca ngợi bộ đội, ca ngợi quê hương. Nhưng mà cũng có một cái cơ duyên là năm 1995, thì lúc đó Đức Long được gặp gỡ, được giao lưu với lại cái nhóm nhạc sĩ được mang tên là Những Người Bạn. Trong đó thì có anh Trịnh Công Sơn. Và ngay ở cái khách sạn Việt Mỹ ở đường Lê Duẩn, Hà Nội, tôi có ngỏ ý muốn hát cho anh Sơn nghe một bài của anh.
Thì tất cả mọi bạn bè bảo Long hỏi lại sao lại hát được nhạc Trịnh Công Sơn. Thì Long cứ năn nỉ và thôi cho em hát một lần thôi. Em yêu nhạc của anh ấy lắm, nhưng mà em chưa được có cơ hội hát, thì hôm nay anh cho em hát. Em hát thử một lần thôi. Thế nhưng mà khi mà Long hát lên cái bản nhạc đầu tiên mà Long yêu thích, Phôi Pha, thì anh Sơn vỗ đùi kế đét một cái và bảo Long hát đúng cái tinh thần của anh. Và từ đó thì Đức Long mạnh dạn đi sâu vào con đường âm nhạc của mình bằng những tình khúc trữ tình, những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Nguyễn Ánh Chín, rồi các nhạc sĩ lớn tuổi hơn nữa viết nhạc tình. Thưa quý vị.